chat của các bạn ha. Rồi, vậy là chúng ta đã bắt đầu live stream được rồi. Còn bây giờ muốn dừng thì chúng ta chỉ cần bấm stop streaming là được. Ok. Đó. Rồi, bây giờ thì còn một cái nữa, đó là tạo thêm sự kiện. Đó, chúng ta sẽ tạo một cái sự kiện. Thì sự kiện này sẽ giúp chúng ta gọi là nó chuyên nghiệp hơn. Nó cũng không khác gì máy với cái. Rồi, bây giờ thì còn một cái nữa, đó là tạo thêm sự kiện. Đó, chúng ta sẽ tạo một cái sự kiện. Thì sự kiện này sẽ giúp chúng ta gọi là chuyên nghiệp hơn mình là được. Ok, tạo thêm sự kiện. Đó, chúng ta sẽ tạo một cái sự kiện. Thì sự kiện này sẽ giúp chúng ta gọi là nó nghiệp hơn. Nó cũng không khác gì máy với cái phần stream now đâu, cái phần phát tiếp ngay đâu, nhưng mà có nghĩa là các bạn hãy cho nhiều người cùng live stream trên cái kênh của mình để chúng ta sẽ tạo một cái sự kiện mới. Thì mình thường mình sử dụng cái phát trực tiếp thôi, còn cái này mình giới thiệu thêm cho các bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì các bạn tìm hiểu ha. Rồi, bây giờ mình sẽ cho cái này mình đang gọi là làm thử cho các bạn nên mình sẽ để riêng tư. Rồi, ở dưới này các bạn bấm vào tùy chỉnh nha, cách thiết lập nâng cao hãy bằng được. Rồi chúng ta bấm tạo sự kiện. Và khi bấm tạo sự kiện xong thì nó sẽ chở các bạn về cái trang này. Và các bạn đầu tiên chọn cái ảnh nền cho cái live stream của các bạn. Ở đây mình đã chọn sẵn rồi, mình không chọn lại nữa. Và nhập cơ bản, các bạn tích vào cái nhập cơ bản nha. Chọn số bit. Ví dụ như hồi nãy mình stream ở 720 thì chúng ta sẽ chọn vào đây. Nếu các bạn nào stream ở 1080 thì bạn chọn lên 1080. Hồi nãy mà các bạn có bật 60 FPS đó thì bạn tích vào đây, còn không thì các bạn không cần tích. Nhưng hồi nãy mình không có để 60 FPS. Sự kiện này khác gì phát trực tiếp. Thì thứ nhất, phòng bạn tự nhiên nó chuyển sang cảnh khác stream và nó lại live stream với cái trang Facebook này. Thì bây giờ mình sẽ bấm vào là video trực tiếp. Thì ngay khi các bạn bấm vào thì nó sẽ hiện lên, và nếu yêu cầu các bạn webcam thì cái này nó chỉ live stream bằng cái webcam và cái micro của bạn thôi. Và bây giờ muốn live stream bằng OBS thì làm sao, thì các bạn sẽ nhìn ở cái dòng ở đây to share live stream from external device, có nghĩa là click OK và chúng ta bấm start streaming. Sự kiện thì chỉ ký phát trực tiếp á, cái chuyện thì ở đây nó sẽ cho các bạn xem trước cái live stream của mình. Chúng ta click vào xem trước, click OK. OK, sau khi mà bấm nút đó xong thì nó sẽ báo là tình trạng luồn. Thì cái này thì hên xui nha các bạn, tình trạng luồn này mình không có chắc lắm. Bởi vì có lúc thì mình đang phim tốt thì nó cũng báo là bé, có lúc các bạn đã quay phim và số khung hình lúc nào cũng nên đạt ở mức cái mức tối đa mà chúng ta đã thiết lập ha. Nếu mà nó bị nhảy thì các bạn nên xem lại. Và cái xanh xanh này á, là cái tình trạng luồn. Và cái đây là cái số dung lượng mà nó truyền được ở đây. Hồi nãy mình đã thiết lập là 2500 thì nó dao động mức đó là OK nhất, và nó xanh là có nghĩa là luồng đang rất là tốt. Và cái này thì mình lưu ý là đừng có quan trọng quá, nhiều khi các bạn thấy thì các bạn bó rối và live stream không được, bộ một tí thì nó sẽ bắt đầu cập nhật thôi. Tiếp
Vậy là chúng ta đã bắt đầu phát trực tiếp rồi. Bây giờ muốn xem thì các bạn bấm vào xem trên trang xem trước. Xem trên trang xem. Nó dịch hơi bị dốt ha. Rồi các bạn đợi một tí thì nó sẽ bắt đầu cập nhật thôi. Rồi, vậy là chúng ta đã bắt đầu. Rồi, một cái mọi điều lưu ý nữa mà các bạn hay gặp lỗi đó là các bạn mở tiếng của cái live stream trên trang xe trong lúc mà các bạn dịch live stream. Nó sẽ như thế nào? Đợi một tí thì nó sẽ bắt đầu cập nhật thôi. Đó. Các bạn thấy điều gì chưa? Khi mình mở nó sẽ bắt đầu thu lại vào cái desktop audio này. Và nó lại phát lên trên stream và nó lại thu lại vào đây. Cứ như vậy nó sẽ tạo thành một cái vòng lặp, đúng không? Tạo thành một cái vòng lặp. Và nhiều bạn cứ hỏi mình là tại sao mà cái tiếng em nó cứ bị lặp đi lặp lại và lặp đi lặp lại hoài. Đó là lý do các bạn vừa mở stream mà các bạn mở tiếng luôn, nó lại thu lại cái live stream của các bạn. Các bạn lưu ý điều này nha. Thì lần đầu ai stream thì hầu như cũng bị cái lỗi này hết. Thì các bạn yên tâm đi, không phải mình bạn bị đâu. Mình đã từng bị, mình đã từng trải qua rồi ha. Không có gì là đáng buồn hết. Ok, thì các bạn không có mở lại âm thanh live stream của mình trong lúc đang live stream, nó sẽ tạo thành cái vòng lặp âm thanh. Rồi, các bạn lưu ý như vậy thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ bấm search streaming và chúng ta sẽ chờ cái phòng điều khiển và chúng ta cũng bấm ngừng phát trực tiếp ở đây luôn. Ok, không, chúng ta đã chuẩn bị với YouTube thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn để live stream với Facebook đã từng bị đây là phim không có gì là đáng buồn á. Ok, thì các bạn như các bạn sẽ thấy đây là âm thanh live stream mà trực tiếp và trong lúc đang live stream nó sẽ tạo cái vòng chúng ta. Hả? Cái gì mẹ kêu đi ngồi hả? Rồi, vậy là chúng ta đã bắt đầu live stream được rồi. Còn bây giờ muốn dừng thì chúng ta chỉ cần bấm stop streaming là được. Ok. Đó. Rồi, bây giờ thì còn một cái nữa đó là tạo thêm sự kiện. Đó, chúng ta sẽ tạo một cái sự kiện. Thì sự kiện này còn bây giờ muốn dừng giúp chúng ta gọi là nó chuyên nghiệp hơn. Stop streaming là được. Ok. Nó cũng không khác gì máy với rồi, cái phần bây giờ thì còn một cái nữa đó là tạo thêm sự kiện. Có nghĩa là các bạn hãy cho nhiều người cùng live stream trên cái kênh của mình. Thì chúng ta sẽ tạo một cái sự kiện mới. Thì mình thường mình sử dụng cái phát trực tiếp thôi, còn cái này mình giới thiệu thêm cho các bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì các bạn tìm hiểu ha. Chuyên nghiệp hơn. Nó cũng không khác gì máy với nó. Bây giờ thì còn một cái nữa đó là tạo thêm sự kiện. Đó, chúng ta sẽ tạo một cái sự kiện. Thì sự kiện này sẽ giúp chúng ta gọi là chuyên nghiệp hơn. Nó cũng không khác gì máy với cái phần stream now đâu, cái phần phát trực tiếp ngay đâu, nhưng mà có nghĩa là các bạn hãy cho nhiều người cùng live stream trên cái kênh của mình thì chúng ta sẽ tạo một cái sự kiện mới. Thì mình thường mình sử dụng cái phát trực tiếp thôi, còn cái này mình giới thiệu thêm cho các bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì các bạn tìm hiểu ha. Rồi, bây giờ mình sẽ do cái này mình đang gọi là làm thử cho các bạn nên mình sẽ chuyển. Và khi bấm tạo sự kiện xong thì nó sẽ chở các bạn về cái trang này. Và các bạn đầu tiên chọn cái ảnh nền cho cái live stream của các bạn. Ở đây mình chọn sẵn rồi, mình không chọn lại nữa. Và đây các bạn bấm vào tùy chọn.
có tùy chỉnh nha. Thiết lập nâng cao hãy bạn được tình. Rồi chúng ta bấm tạo sự kiện. Và khi bấm tạo sự kiện xong thì nó sẽ chở các bạn về cái trang này. Và các bạn đầu tiên chọn cái ảnh nền cho cái livestream của các bạn. Ở đây mình chọn sẵn rồi, mình không chọn lại nữa. Và đây các bạn bấm vào tùy chỉnh. Nha. Cái thiết lập nâng cao hãy bạn được tình. Rồi chúng ta bấm tạo sự kiện. Và khi bấm tạo sự kiện xong thì nó sẽ chở các bạn về cái trang này. Và các bạn đầu tiên chọn cái ảnh nền cho cái livestream của các bạn. Ở đây mình chọn sẵn rồi, mình không chọn lại nữa. Và nhập cơ bản, các bạn kích vào cái nhập cơ bản nha. Chọn số bit. Ví dụ như hồi nãy mình stream ở 720 thì chúng ta sẽ chọn vào đây. Nếu các bạn nào stream ở 1080 thì bạn chọn là 1080. Hồi nãy mà các bạn có bật 60 FPS đó thì bạn kích vào đây, còn không thì các bạn và khi bấm tạo sự kiện xong thì nó sẽ chở các bạn về cái trang này và các bạn đầu tiên chọn cái cái ảnh nền cho cái livestream của các bạn. Ở đây mình chọn sẵn rồi, mình không chọn lại nữa. Và nhập cơ bản, các bạn tích vào cái nhập cơ bản nha. Chọn số bit. Ví dụ như hồi nãy mình stream ở 720 thì chúng ta sẽ chọn vào đây. Nếu các bạn nào stream ở 1080 thì bạn chọn là 1080. Còn nãy mà các bạn có bật 60 FPS đó thì bạn tích vào đây, còn không thì các bạn không cần tích. Như hồi nãy mình không có để 60 FPS, mình để có 30 thì mình không cần tích vào. Rồi, ở đây là cái khóa tên luôn là cái chuyên cây của chúng ta. Thì cái này các bạn có thể nhìn thoải mái ha, bởi vì lát nữa mình xóa sự kiện xong thì cũng không có ai mà vô livestream của mình làm gì được nữa hết á. Thì cái này khi mà livestream xong mình xóa sự kiện thì chuyên cây có bị lộ ra thì cũng không có làm được gì. Đó là một cái rất là hay của cái phần event nha. Thì cái event này nó khác gì, cái sự kiện này khác gì với phát trực tiếp. Thì thứ nhất là các bạn hãy cho nhiều người cùng livestream trên cái kênh của mình. Thứ hai đó là các bạn có thể cho người ta livestream trên cái kênh của mình mà không sợ là bị mất, không sợ là người khác, người đó có thể là phá lại cái stream của mình sau này. Bởi vì sau khi mà livestream xong các bạn xóa đi.
Thank you.
Thank you.
Đùa nói đó mới chơi chứ. Hả?
Đã đâu về sao không có ai à bà chị. Này được trai nha. Chết nè, không chết nè. Thank you.
Cái gì đâu. Thank you.
Thank you.
Hello. Hello bà con quá. Nãy giờ mắc cười quá không, không cười sao nhịn nổi chứ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giao lưu. Không biết giao lưu cái gì.
Oh, my God.